Chuyển sang một thông tin khác, đến với huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào tháng 2 thì du khách dường như được lạc vào thế giới của ngàn hoa. Trong đó độc đáo nhất là hoa mận, loài hoa đã khiến cho cao nguyên Bắc Hà được mệnh danh là cao nguyên hoa mận trắng và trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo của vùng đất này. Đã nhiều lần đến du lịch Lào Cai và trong hành trình của mình, cao nguyên trắng Bắc Hà luôn là lựa chọn ưu tiên của ông Nguyễn Minh Phương và gia đình. Được ngắm những cánh hoa mận trắng muốt, tinh khôi lung linh trong gió xuân luôn đem đến cho ông cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và mới lạ. Vừa được lên đây tôi nhìn thấy cảnh quan rất tuyệt vời. Cảnh đầu xuân như thế là rất đẹp. Hoa, quả, cây lá, con người ở đây tất cả đều rất là chân thành và nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng là nếu đi đâu ở nước ngoài đi chăng nữa cũng chỉ đẹp như thế này là không. Và thậm chí là ở đây, từ hoa, quả, cây, cảnh đến con người của ngon vật lạ ở đây tất cả đều hài hòa với không gian. Tôi có cảm giác như ở đây là nhà mình. Và một cảm giác nữa là đến về rồi lại muốn đến nữa. Hiện toàn huyện Bắc Hà có khoảng hơn 1.000 hecta mận tam hoa và là địa phương có diện tích trồng mận lớn nhất của khu vực Tây Bắc. Vào mùa xuân, những vùng mận tam hoa khoe sắc, Bắc Hà như được khoác lên mình tấm áo tinh khôi, tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách. Rất là xúc động và cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà mình được đặt chân đến mảnh đất này, dù rất là xa nhưng mà cũng rất là ấm tình, thân thương của các đồng bào. Đến Bắc Hà vào dịp đầu xuân, du khách được đắm mình trong thế giới của hoa mơ, hoa mận, tam giác mạch và các loài hoa mới được nhập khẩu về trồng để phát triển du lịch như tulip, oải hương. Hàng loạt lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao Tây Bắc như hội gầu tàu của người Mông, hội xòe của người Tây, Tết nhảy lửa của người Dao cũng đang được huyện Bắc Hà khôi phục nguyên gốc để phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, tìm hiểu của du khách trong năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc.